Các bạn đang xem trên tay tôi đó là kính cánh cửa, kính lên xuống ở cánh cửa của dòng xe Mitsubishi Xpander. Đây là kính nằm trên cánh cửa. Trong tất cả các cánh cửa trước và sau của dòng xe Mitsubishi Xpander thì đều có cái kính này, nó sẽ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống ở trên cánh, nằm trên cánh cửa, kính này nằm trên cánh cửa để chạy lên chạy xuống của dòng xe Mitsubishi Xpander. Thì các bạn đây là được kính này. Đấy, được nhập khẩu trực tiếp từ đây, hàng xịn chính hãng, các bạn nhìn này. Đó, mà được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia về. Đấy, chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto về phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là kính nằm trên cánh cửa. Thì phần này nó là kính này. Và đây là đế bắt cái này nó đã bắt vào compa. Cái bắt vào compa lên xuống kính để cái motor lên xuống kính nó sẽ kéo để đẩy cái kính của chúng ta chạy lên chạy xuống của dòng xe Mitsubishi Xpander. Đây, dòng xe đang bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Cái này nó sẽ bắt để nó kéo lên xuống, cái này chân để bắt vào cho compa. Đó, và đây là kính nằm trên cánh cửa. Như vậy trong quá trình mà các bạn lưu thông thì chạy xe trên đường, trong quá trình mà chúng ta chạy xe thì do va quệt thì dẫn đến nó gãy mất cái kính này. Vỡ mất cái kính này thì lúc đấy bắt buộc các bạn phải thay thế. Bởi vì khi kính này vỡ thì các bạn biết là khi mà nó vỡ kính thì chúng ta đi xe, thứ nhất là trời mưa gió thì nó sẽ bắn hết vào trong xe thì chúng ta không thể lưu thông được. Và cái thứ hai là đi xe rất là ồn, bởi vì kính là nó phần cách âm giữa cái ngoài môi trường để vào cả vào cái trong xe. Để khi chúng ta vận hành xe trên đường nó giảm cái sự tác động của môi trường bên ngoài và trong xe. Và thứ ba là cái có cái kính này thì chúng ta mới bật được điều hòa, sử dụng điều hòa tất cả mọi thứ được. Chứ nếu như chúng ta không có kính bị vỡ thì chúng ta không thể bật điều hòa được và chạy xe lúc đấy cực kỳ vất vả. Thì bắt buộc các bạn phải thay thế, khi mà vỡ kính này rồi thì bắt buộc anh em phải thay thế. Thường nằm trên cánh cửa nên là khi va chạm mạnh dẫn đến hỏng cánh cửa, hoặc là vỡ mất cái kính vì một lý do thì nó va quệt thì dẫn đến vỡ mất cái kính này, thì bắt buộc các bạn phải thay thế để xe của các bạn có thể vận hành tốt. Vậy thì tìm một đơn vị nào chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Xpander tại thị trường Việt Nam với giá thành cạnh tranh, thì các bạn vui lòng liên hệ với Phụ Tùng An Việt. Website của chúng tôi là phụtungmitsubishi.vn hoặc phụtunganviet.com. Thì Phụ Tùng An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, từ Mira, Acha, Chiton, Pajo, Sport, Xpander, Lancer, Granite, tất cả các dòng xe đang lăn bánh tại thị trường Việt Nam thì Phụ Tùng An Việt đều nhập khẩu và phân phối. Như vậy khi mà các bạn chạy xe trên đường, các bạn gặp dòng xe Mitsubishi Xpander hoặc là tất cả các dòng xe Mitsubishi anh em Vara sửa chữa mà cần phải thay thế phụ tùng, thì rất mong các bạn sẽ liên hệ với Phụ Tùng An Việt. Đến với Phụ Tùng An Việt thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả của tất cả hóa dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam hiện nay. Các bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy, thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ Phụ Tùng An Việt. Alo.